Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi số 50, chuyện những kẻ vô trí. Tiền thân Dumeda với ngàn kẻ vô trí. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về các hành vi đem lại lợi ích cho đời. Câu chuyện này được kể ở chương 12, tiền thân Mahakanha số 469. Thuở trước, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai vị hoàng hậu của vua ấy. Từ bào thai sanh ra, trong ngày đặt tên, Bồ Tát được gọi là hoàng tử Ramadatta Phạm Thọ. Khi đến 16 tuổi, ngài được khéo giáo dục ở Takasila, đã học thành thục 3 tập dạy đà và đã hiểu biết thông suốt 18 ngành học thuật. Vua cha phong cho hoàng tử chức phó vương. Lúc bấy giờ, các người dân ở Ba La Nại thường hành lễ ngày lành cúng chư thần, họ đảnh lễ chư thần. Họ giết hại nhiều cừu, dê, gà, heo, vân vân. Và không chỉ làm lễ vật cúng dường với nhiều loại hương hoa, mà cả với thịt tươi đầy máu nữa. Bồ Tát suy nghĩ, nay quần chúng thường hành lễ ngày lành cúng chư thần và giết hại nhiều sinh vật. Phần lớn quần chúng theo phi pháp. Sau khi cha mất, ta sẽ được cả quốc độ. Ta sẽ tìm một phương tiện không làm phiền não một ai và chấm dứt sự giết hại các sinh vật. Một hôm, Bồ Tát lên xe, từ thành đi ra, thấy một số quần chúng tụ họp lại tại một cây thần lớn, cầu xin vị thần cây ban cho con trai, con gái, danh vọng, tài sản, vân vân. Muốn gì thì phát nguyện như vậy. Bồ Tát xuống xe, đi đến cây ấy, cúng dường với hương hoa, rưới cây với nước, đi quanh cây ấy về hướng phải, thành kính lễ bái thần cây. Sau đó, Bồ Tát leo lên xe, rồi đi vào thành. Từ đấy trở đi, với phương tiện này, Bồ Tát thỉnh thoảng đi đến cây ấy, đảnh lễ như người tôn thờ thần cây. Sau một thời gian phụ vương qua đời, Bồ Tát được đặt lên ngôi vua. Ngài từ bỏ 4 con đường ác, thực hành 10 đức tính của một vị vua và trị vì quốc độ đúng pháp. Ngài suy nghĩ, nay ta đã đạt được ý định cao tột và được đặt lên ngôi vua. Trước kia sở nguyện của ta như thế nào, nay ta phải thực hành cho kỳ được. Bồ Tát hội họp các đại thần, các bà la môn, quý tộc, gia chủ và nói, các khanh có biết ý muốn của ta trước khi ta đạt được vương vị chăng? Thưa thiên tử, chúng thần không biết. Các khanh có thấy trước đây ta đảnh lễ thần cây ấy với hương hoa và chắp tay cúi lại cây ấy hay không? Thưa thiên tử, có. Lúc ấy ta phát nguyện, nếu ta được làm vua, ta sẽ hiến vật cúng cho thần cây ấy, và nhờ quy lực thần ấy nên đã được quốc độ. Nay ta sẽ hiến vật cúng cho thần cây, các khanh chớ làm trở ngại, hãy mau sửa soạn hiến vật cúng thật. Chúng thần lấy gì cúng dường thần cây? Này các khanh, ta có nguyện với thần ấy như sau: tất cả những ai trong quốc độ của tôi chấp nhận và thực hành 5 ác giới như sát sanh và 10 hạnh bất thiện, tôi sẽ giết những người ấy, và với nội tạng, thịt và máu của chúng, tôi sẽ hiến vật cúng thần. Lời nguyện của ta là vậy. Các khanh hãy đánh trống báo cáo như sau: đại vương của chúng ta khi còn làm phó vương có phát nguyện, nếu ta đạt được quốc độ, những ai là kẻ theo ác giới trong nước ta, ta sẽ giết tất cả chúng làm vật hiến cúng thần. Vậy nay ta sẵn sàng bảo giết 1000 người nào chấp nhận và thực hành 5 ác giới và 10 ác hạnh, cho lấy tim và thịt của chúng để làm vật hiến cúng thần. Như vậy nay ta tuyên bố cho các thị dân được biết. Vua lại tuyên bố thêm như sau: chỉ những ai bắt đầu từ hôm nay còn phạm các giới ác hạnh, 1000 người như vậy sẽ bị giết để làm lễ tế đàn, và ta sẽ giải tỏa hạnh nguyện của ta. Để ý nghĩa này được rõ ràng, Bồ Tát đọc bài kệ: với ngàn kẻ vô trí, ta nguyện giết tế lễ. Nay ta sẽ làm lễ với những kẻ phi pháp. Các bậc đại thần dâng theo lời Bồ Tát, cho đánh trống bá cáo trong thành Ba La Nại khắp cả 12 dặm. Khi nghe lời bá cáo, không có đến một người dám đứng lên làm ác giới ác hạnh. Suốt thời gian Bồ Tát trị vì quốc độ như vậy, không một ai phạm pháp. Bồ Tát không làm phiền não một ai, khiến toàn thể nhân dân trong nước gìn giữ giới luật, tự mình làm các công đức như bố thí vân vân, cho đến khi mạng chung. Ngài mang theo hội chúng của mình đi đến và tràn ngập cả thành phố chư thiên. Bậc đạo sư nói,
Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai sống đem lại lợi ích cho đời, hồi trước Như Lai cũng đã làm như vậy. Sau khi thuyết pháp thoại này xong và kết hợp hai câu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy quần thần là hội chúng Đức Phật và vua Ba La Nại là ta vậy. Ha ha ha,